mệt quá thôi cho tôi nghỉ đi. Rồi tới đầu giờ chiều tôi hả làm. Rồi cái bắt đầu mấy ông bạn cái nó nói mấy bạn mình chung á. Cái nó mệt quá cái nó khiều á, chú kia có chú kia nó mày 11 12 giờ trưa mày làm gì? Mày để tao ngủ mà khiều. Cái mày quay qua cái trận trắng cái đi luôn. Trời ơi. Bạn bè vậy người nào cũng khóc hết trơn á. Đơn giản quá trời. Đơn giản luôn. Ừ, chết. Dạ, anh thích là mấy người gần bên chưa hay hả? Là không hay. Lúc mà khiều mới hay hả vậy cô? Khiều chưa hay nữa. Tí là Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay các bạn thì có một cái vụ, một cái tai nạn là mình cũng không biết là như thế nào. Thì mà một cái tai nạn đó các bạn, thì đã khiến cho một người 37 tuổi ra đi mãi mãi nha. Thì cái người đó các bạn thì ở cái chân là ấp Thiền Long 1, xã Bồ Tịnh, huyện Phích, tỉnh Vĩnh Long. Thì cũng có nghe những cái người dân nơi đây nói các bạn thì đi làm hồ rồi, ủa đi làm đổ bê tông gì đó mà không may thì nằm nghỉ trưa rồi hô là mệt mệt gì đó, thì mình cũng nghe chỉ nói phịch không thanh đâu nha. Thì là bây giờ các bạn thì Tí Là Cà Lâm sẽ dẫn cho mọi người cùng đi vô ở bên trong để là nghe những người bà con ở đây để kể lại cho mọi người cùng nghe nha, để là coi là đứa em trai này đó bạn, thì để coi là bị cái gì mà qua đời nha. Thôi bây giờ các bạn đi theo cùng dưới Tí Là Cà Lâm luôn mọi người. Ủa cô là mẹ của Dương Anh. Dạ là cô là mẹ của cái người qua đời hả cô? Qua đời dạ. Dạ. Để cho con cầm cũng được. Rồi. Con cho cô cho con hỏi là khi mà cô ở nhà thì ai đi? Đây là mẹ của em không như con chuột. Cô bạn cũng chia sẻ bằng công ty với trận á, điện nói không là giấu không cho biết, nó sợ xỉu. Mới nói là xin số đây không phải nhà của bà Phước không, nó phải cái bắt đầu cái nó có chuyện gì không chú, cái nó mà cho cô cho con xin số để mà điện cho thằng em để hỏi có chuyện gì không, nó để làm công chuyện cái bắt đầu nó giấu nó không nói quên được biết. Rồi khi mà bao lâu rồi mình mới chở là em Thông đi về nhà hả cô? Dạ tới 5-6 giờ chiều đó. Là cỡ chừng cách khoảng là cỡ chừng bao nhiêu lâu á, cũng như là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy là hay tin được, gần 1 giờ mới hay tin rồi bắt đầu mới trở về. Dạ. Cái nhà đó có một mình là sống của mình đó vợ thôi, lúc này là 8-9 năm rồi ly dị rồi giờ sống của mình đó, cô đơn của mình đó. Nó không có con thì đi theo vợ, không có nhà giờ sống của mình rồi cơm nước đó là tôi nấu cho nó ăn không rồi đi, năm nay cũng là 60 mấy tuổi rồi cái ngày nay tôi chịu không nổi luôn. Rồi khi mà em Thông qua đời rồi là hai cái đứa nhỏ này là sẽ ở dưới là cô hay là ở dưới ai hả cô? Chắc là ở với cô á. Cô chăm sóc nó chứ giờ biết sao, giờ cha nó mất rồi sao? Tại vì ảnh mất còn quá trẻ hả con? Quá trẻ. Ủa nhưng mà hồi đó là ảnh thôi vợ là cô hô là cũng 6-7 năm hả? 7-8 năm rồi. Không như vậy là của ảnh cũng chung thủy quá cô, tại vì sao ở vậy luôn, đi làm đi ép cộng mười mấy năm nay như luôn. Vậy là không có vợ nữa luôn ha? Không có vợ, là chỉ là ảnh sẽ hy sinh đời của ảnh, là ảnh sẽ đi làm để anh nuôi hai đứa nhỏ cô. Hai đứa nhỏ. Tội quá. Hai đứa nhỏ bây giờ nó không biết gì hết á, nó không biết. Thằng là lớn, thằng nhỏ gì không biết gì hết. Thằng nhỏ thì nó nói cha con sao chết, làm gì chết, chỉ nói vậy thôi. Lớn nó không biết gì hết. Hai đứa nhỏ còn khờ quá. Tại vì hai đứa này còn quá nhỏ luôn á.
không có, đứa thì 15 tuổi, 14 tuổi rồi. Dạ. Đứa thì 9 tuổi nhưng mà nó còn thờ quá. Dạ. À. Quá trời. Nhưng mà cái anh này hồi lúc đó là anh có bệnh gì trước không cô, hay là tự nhiên rồi phát lên luôn? Không có bệnh gì chứ, tự nhiên đột ngột đi bằng mệt rồi đi luôn. Dạ. Vậy là nãy mấy chú nói nè. Không, như vậy là cái này là cô có nghe là những người bác sĩ nói là ảnh bị bệnh gì không đó con? À, không biết, tại vì chưa có kết quả. À. Ừ, chưa kết quả. Chứ hồi nãy thì con cũng nghe ở chồng nói thì ảnh đi làm rồi ảnh mệt mệt gì đó. Rồi bắt đầu là ảnh có mua một liều thuốc đúng không? Ảnh uống vô. À, uống vô thì nghe ảnh mệt mệt thì ảnh đi luôn hay con? À, đi luôn. Nghe nói mấy người bạn chẳng biết ra đây không biết. Nhanh quá trời con. Chết là chết ở trên chỗ làm á, chứ không phải về nhà. Dạ. Ủa như vậy là những cái pháp y đồ là người ta có là mẫu tử thi đi ra luôn hả con? Có luôn. Làm ta nói chết đột ngột quá, ta phải mà mẫu tử thi. Dạ dạ, thì hồi nãy con cũng nghe vậy đó. Ở nhà không chịu, nhưng mà người ta nói nếu mà không mẫu tử thi thì người ta không cho lấy xác. À đúng rồi, dạ. Nói vậy đó. Dạ. Thành ra nhà đau đớn, tại vì nó đã chết rồi còn đi mổ ra nữa, thành ra nhà đau đớn lắm. Tướng ảnh bự con không mấy con? Nhỏ con, bự hơn anh nó một chút, ý là em nó một chút, cao hơn một chút thôi. Nhưng mà nó ốm nhất đi bằng ép gọc mà. Nhưng mà anh làm cái nghề đó là lương cao không mấy con? Không biết nữa, tùy theo trường hợp. Có bữa vài 300, có bữa nhiều khi máy hư không có. Ủa mà anh làm chỗ làm là ở đâu luôn cô? À, như là nghe nói mấy người bạn nói là ở trên xe đét. Là từ đây mà chạy lên tới xe đét làm. Xe đét có khi đi xuống Vũng Liêm. Sao ha? À, xuống Cần Thơ. Cũng đi nhiều chỗ lắm. Cũng như là theo công trình đi đâu mình đúng rồi, mình đúng đi đó con. Dạ dạ. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà đi đâu đó. Nhưng mà vậy là ảnh đã, khi mà ảnh đã qua đời là của mình là không có phát hiện là ảnh là bị cái gì hết ha con? Không có bị gì chứ, không biết, tự nhiên đi mần mệt thì chết. Dạ. Này giống như là đột quỵ đúng không con? Chạy quá chứ, mình không biết bác sĩ, chưa có cách. Dạ, chưa ha. Bây giờ đang làm đám này, bác sĩ chưa có cho biết. Dạ. Cũng như là ảnh làm quá sức rồi, ảnh đuối quá rồi, ảnh mệt rồi, nhiều khi ảnh ăn cơm vô rồi nó bị nhồi hay sao không? Chắc vậy quá, mình không biết luôn, tại vì ở chỗ anh bạn, chỉ bạn có nhỏ hàng trai nó biết thôi. Thì nãy con có nghe anh kia nói là có đi mua thuốc uống nữa. Nhưng tại chứ chắc nó bị tiêu chảy. Dạ. Bị tiêu chảy. Vậy là khi mà ảnh đi mua thuốc uống là ảnh đi mua thuốc thì chảy hay không? Để ngừng nữa. Cái dẫn ép ba cọc rồi mới là mệt. Mệt quá thôi cho tôi nghỉ đi. Rồi cái đầu là chiều tôi hả làm. Cái bắt đầu mấy ông bạn cái nó nói mấy người bạn mình chung á. Cái nó mệt quá, cái nó khiều chú kia nó 1-2 giờ trưa mày làm gì? Mày để tao ngủ mà khiều. Cái mày quay qua cái trận trắng nó đi luôn. Trời ơi. Bạn bè về người nào cũng khóc hết trơn á. Đơn giản quá trời. Đơn giản luôn. Anh thích là mấy người gần bên chưa hay hả? Là không hay. Lúc mà khiều mới hay hả vậy cô? Khiều chưa hay nữa. Dạ. Trời, mày giỡn, mày bị giỡn, tao ngủ rồi chưa. Giống như là khiều, khiều nó đành cứu rồi là đúng không? Nhưng mà là người ta tưởng là giỡn. Bạn chứ không phải người ta nào. Dạ. Ngủ chung. Khiều cái người ta để tao mà ngủ à. Ngủ rồi mày giỡn mày. Bắt đầu quay qua cái rồi co hai tay cái nó giật rồi cái nó đi luôn. Trời ơi. Chưa tới bệnh viện luôn. Mấy người bạn giật chở đi. Dạ. Thì con tới đây thì con cũng chia buồn cùng những cái cô nha. Dạ. Con cảm ơn con. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ. Cô cho con hỏi. Cô cảm ơn mấy. Dạ cô cho con hỏi hai đứa cháu hiện tại là bao nhiêu tuổi cô? Dạ đứa. Rồi đứa hai... học lớp lớp 9, đứa học lớp 7. Dạ. Đứa học lớp 9 và đứa học lớp 7. Cha của hai đứa bé có tài sản gì vậy? Không. Không có luôn hả? Có cái nhà vậy thôi, chứ đâu có, không có ruộng nương gì hết á. Chỉ có được công vườn ở sau trồng mấy cây cà na. Có nghĩa là khi mà anh mất thì hai đứa cháu là cũng giống như là bế tắc đó cô. Là cũng như không có người mà nuôi dưỡng sau này.
trông chờ giờ bà nội đúng không? Dạ dạ dạ, bà nội. Thì hôm nay hình như bà nội khá là lớn tuổi. Dạ, hôm nay bà nội được 60 mấy tuổi rồi. Thì hằng ngày bà nội làm cái gì để nuôi cháu? Sao dạ, dự kiến của bà nội sau này để làm gì nuôi cháu á? À, dự kiến thì bà nội nếu mà có vườn được, mà nếu nó có trái lên là vừa là có trái được thì bán phụ với nuôi con cháu. Dạ. Thì cô chú anh chị, hiện tại thì cái giá nông sản ở vùng đất này cũng như tất cả mọi miền giá rất là thấp. Bà nội thì khá là lớn tuổi thì không có làm gì được sao nuôi hai đứa cháu cả nhà. Có cháu. Mong tất cả cộng đồng anh chị em nào cảm mến hai đứa bé thì tên gì anh? Đây hả anh, đây anh Mạnh Chung với anh Thông đó. Thì anh cho em hỏi là cái em Thông á, khi mà xảy ra sự việc như vậy á, thì có anh ở đó phải không? Anh chỉ mong anh kể lại cho Úc Vinh Long và các anh em ở đây với bà con ở trên cộng đồng mạng biết là cái vụ việc xảy ra khi lúc ở công trình. Thì lúc đó là anh em vẫn đang làm công nhân, vẫn làm bình thường. Dạ. Thì công tác sở từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi trong khoảng giờ đó. À, 9 giờ sáng. Buổi sáng là đang làm nó là nó đau bụng đi cầu đi hai lần. Dạ. Lần thứ ba nữa là nó nói là nó đi đau bụng mà đi cầu không được, mà trong người em mệt rồi cho em xin nghỉ một giờ em khỏe em vô em làm. Dạ. Thì em mới nói cái cũng vẫn hỏi là tối mày có nhậu gì không mà trúng gì không, nó nói là có ăn cháo huyết. Rồi em mới nói là chắc mày ăn cháo huyết cho mình đau bụng rồi thôi, nếu mà mệt thì nghỉ đi thì một giờ khỏe vô làm. Dạ, dạ. Thì nó ra ngoài quán cà phê tàu giọng nghỉ chưa á, là cái đó đem cơm theo ăn hàng ngày, thì đem cơm vô ăn mỗi ngày đó, đem cơm theo ăn với mua có một lần thuốc uống, ăn cơm xong rủ thuốc vô nằm ngủ, nhưng ngủ chưa như là bình thường mỗi ngày. Thì cơ bản cỡ 11:45 nó ngước, nó kiểu mình giống như hấp hối vậy á, cái tay thì nó co lại, con mắt mình muốn trợn trắng rồi. Thì thằng ngủ nằm cái bên nó nói đây sao mà nhiều cái ghê quá à. Đó, tóc chạy qua thấy là nó ngước lên nằm sau cái điện cấp cứu 115 của Đồng Tháp xe đét á. Điện cấp cứu nói chuyện chưa được một phút nữa là tắt điện thoại, là sau đó là thấy là như là nó tím môi luôn, nó hết ngước nữa là tím môi là mất luôn. Là bên kia cấp cứu chưa nghe ha, điện vừa điện cấp cứu luôn. Tình thấy tại vì mình thấy vậy là điện cấp cứu vô liền, rồi trong quán người ta thấy vậy đó, ta nói thôi tóc xong đa chở đi bệnh viện liền đi, chứ đợi cấp cứu vô cậu khoảng 15-20 phút nhau thêm thời gian nữa, thảy lên xe ông ra đi liền, mà trong khi đó là đã mất trong quán rồi, nằm trên giọng mất luôn rồi. Rồi mình vẫn chở tới bệnh viện hả? Vẫn chở tới bệnh viện Sa Đéc. Ra tới bệnh viện Sa Đéc là bác sĩ lắc đầu, nhưng mà bác sĩ vẫn chích thuốc hồi mà tiêm cho em á, coi có cứu được hay là không á. Bác sĩ làm dữ lắm rồi, nhồi ngực rồi làm dữ lắm mà bác sĩ lắc đầu thua. À, như vậy đó là mà bên chính quyền cơ quan chức năng á là có hỏi lại hay là người ta có liên kết gì không? Có công an lại hỏi như điều tra mình sự việc sao không quậy ra như vậy, có bi đầu làm dữ lắm. Đó là có bi vô làm thì chưa cái mổ tử thi luôn, có mổ tử thi luôn đó luôn ha. Dạ, mổ tử thi ngay bệnh viện Sa Đéc luôn. Thì bác sĩ nói là trong vòng tới 2-3 ngày sau mới có kết quả. Khi bác sĩ làm xong là trả về. Dạ, cho gia đình em về làm hậu sự ha. Dạ. Thì cũng cảm ơn anh nha. Dạ. Dạ, mấy chú ở đây ở đó sớm hả chú? Dạ, con rồi con cũng nghe nói là còn hai đứa con cũng còn nhỏ chú. Lớn 14-15 tuổi. Dạ. Nhỏ chắc có chắc cũng sinh năm 2. Dạ dạ. Đổ chừng vậy đó. Chứ mình nói mà không có chính xác cái tuổi của hai cháu. Dạ dạ. Rồi cha mẹ của em Thông. Mẹ thì còn cha mất. Dạ. Thì bà mẹ năm nay cũng nhiều rồi chú. Mình theo chú ở sớm thì chú độ khoảng nhiêu? Sinh năm 9 đó. Một
1959. Dạ dạ. 164 14. Thì thấy cũng tuổi cao rồi nhưng cũng đâu có còn sức lao động nữa ha chú. Vậy là cũng đâu có còn mà sức lao động nữa ha. Mất sức lao động rồi. Như vậy thì cái hoàn cảnh thì thấy cũng hơi đau lòng vậy. Vậy vậy rồi hiện giờ chỉ còn có bà nội và dưới hai đứa chứ cháu à. Trời ơi. Của hai đứa cháu có đi đi học dụng chút. Đi đi học mà hiện tại bây giờ là mẹ nuôi. Người mẹ nuôi mà nhưng mà tiền không mẹ nó cung cấp. Cung cấp là bao nhiêu cũng không rảnh. Thì anh Thông mặn để cung cấp để lo tiền cho con á. Dạ con. Cũng là anh Thông này làm mà tiền là cung cấp cho hai đứa con hả? Bây giờ hả? Rồi hiện tại giờ hai đứa đó có đi đi học dụng chung có hiện tại giờ người ta đã học lớp một mấy chung cái tan của mình lắm em nhớ là mà lớp chín anh học lớp chín này là thằng em học lớp bảy giờ tháng hơn hết dài rồi cha. Thì mà các bạn thấy đây là hai đứa con của đứa em mà mới vừa qua đời đó các bạn. Ủa năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Con 15. Rồi năm nay con học lớp mấy? Lớp 9. À rồi khi mà cha con qua đời rồi là con ở với ai? Với mẹ. Hả? Với mẹ. À vậy là con ở với mẹ ha. Rồi mẹ con làm cái nghề gì con? Mẹ con giờ nghỉ làm công ty, giờ làm bán hủ tiếu. Giờ bán hủ tiếu ha. Mà bán hủ tiếu là bán ở đâu hả con? Bán ở trước cái cửa ngoài cổng. À cổng nào con? Cổng nhà. À rồi bà nội sao? Vậy rồi sao này mình phải ở vậy? Bà nội thì ở đây với cha ở với có cô gì luôn nha. Các bạn thấy là quá trời tội nha. Đây là hai đứa con của Tân hả? Đi Hoàng Tân hả con? Rồi năm nay con nhiêu tuổi? Con 12, 13 tuổi ha. Rồi năm nay con học lớp mấy à? Học lớp 7. À rồi con học giỏi không? Giỏi ha. Đó đây là ba của hai đứa bé luôn các bạn. Mà mất rồi hai anh em gắng mà bình tâm là sau này gắng học giỏi để mình lo, còn mẹ là mình lo cho mẹ và bà nội ha. Rồi rồi mà khi mà cha con qua đời là lúc đó con đang ở đâu? Lớn lớn chút con. Bên nhà mẹ. À rồi người nào điện cho con để là con đi gì đây? Bà nội. À là điện con là con là cảm giác của con hết hồn không? À quá trời tội nghiệp luôn các bạn ơi. Rồi hổm gầy là khi mà bữa mà cha con qua đời là cái bữa đó là của con đi học hay là con ở nhà? Dạ lúc đó con đang trong lớp đi học. Rồi bắt đầu ở dưới đây là bà nội điện báo con ha. Là lúc đó là bà nội điện nói với con sao? Nói là con về con sắp xếp đồ đạc đi rồi cha con mất rồi con về. Là nó là lúc đó là con cảm giác của con là một cái cú sốc ha. À, vậy là con cũng là lúc đó là con với em của con là tranh thủ là đi về phải không? À rồi thôi là chú cảm ơn con nha. Rồi thì mà các bạn thì cha của hai đứa bé bạn thì tên là Lê Hoàng Thông nha, năm nay hưởng dương được là 37 tuổi luôn các bạn ơi. Ẩm cái lúc mà ẩm lên xe là nó còn cứng rồi trong lòng giỏng á,
còn cái nó còn hơi cứng nếu mà mới đi á, rồi ra xe ngồi là quất quyền đủ mấy cái giò sủi le, mà tôi nghĩ mà tôi ngồi xe mà cái giò nó bành cái giò này nó gác hai giò lên lúc sau là chưa chết anh, ảnh còn sống không? Ôm mạnh cái rồi nè, đủ mà nhìn thấy là ở sao nó ngồi nó ôm, sao nó ngồi nó cũng nỉ ở bên thì đủ mẹ rồi, chạy từ đó ra đó nó cũng phải ra hai cây số nữa mà không ai cũng là chạy. Cái đó là hơi chỉ mà cái bệnh viện nó chỉ móc cho nó còn liều thuốc đó luôn mà chụp hình liều thuốc lại luôn mà. Bên bệnh viện lấy bệnh viện vậy là bệnh viện trả lại trong cái vỏ luôn, còn lần thuốc bỏ vỏ này nó có trả lại anh chụp hình luôn mà anh chụp điện thoại luôn mà mình không nói không biết cái bỏ vỏ mà bỏ lượng mẹ gì thấy là chụp hình lên chứ đâu có. Hết cao rồi đó, đã cao rồi nhưng xả tay nữa mà chưa đủ nữa. Nghe đây rồi mấy 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 cô mấy chú cái gì vậy? Không quá trời luôn mà. Vô tư.
đầu đêm đó rồi. Sao đâu chị, đời ai cũng có đi xuống đúng mà anh ai cũng có bố gì đâu. Mình canh cái nào mình canh cái thôi cũng dễ nhưng mà nó sớm nó trễ ra giờ nó không có gì chứ nha. 59 rồi đó. 59 hả? 59 rồi. Xuống rồi. Dục lắc, dục lắc. Chơi Hoàng có chút gì cho nha. Thôi. Dục đó đâu, dục vô đi. Người già dục đi chứ đi. Qua luôn nha đình ơi. Qua. Cho nó. Qua nha đình ơi. Thôi nào. Rồi.
Ngày bông qua nè, người hốt nắm giùm tôi đi. Nhà mình này chuẩn bị mà cát đã. Khi mà các bạn thì sớm các bạn thì Tí Lạc Lâm cũng có quay cho bạn xem, thì lúc 12 giờ khuya các bạn thì có đưa cho một đứa em bạn thì hướng dương nó là 37 tuổi nha, thì nãy giờ trong gia đình và của trai hợp bạn giờ Tí Lạc Lâm thì cũng đưa cho đứa em thì cũng về ăn nghỉ cuối cùng thì cũng đã xong các bạn. Thì thôi giờ Tí Lạc Lâm kết thúc video ở đây luôn các bạn. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí Lạc Lâm, bạn hãy cho Tí Lạc Lâm một cái chia sẻ và cái đăng ký kênh luôn các bạn. Giờ Tí Lạc Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.